Buổi chiều cuối thu buồn thê lương, những chiếc lá bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi nhiều hơn, như báo hiệu một sự kết thúc, một chu trình sự sống. Ông Nhân nhớ tới phút giây mặn nồng bên người tình. Trong căn phòng, những âm thanh trai gái như níu giữ ông ở lại cái tuổi thanh xuân xưa cũ. Rồi người ông nóng rực như lửa đốt, bất chợt ông với tay vặn nhỏ volume tivi hạ bớt tiếng người nữ trong phim tình cảm ông nuốt nước mọt mắt không rời cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình tên mỹ đen thân hình chắc to lớn đó là một quý bà việt nam bốc lửa ông thì thầm Ôi chà chà bự dữ heng không biết bà ấy sướng hay là đau đây nhìn người nữ có vẻ vui sướng nước nôi ướt hết cả tấm ga giường ông nhân cảm nhận là tên tây đen và người nữ đang hưởng lạc thú chứ không phải là hai diễn viên đóng phim tình cảm. Ông Nhân như lên cơn sốt, ông rót ly nước uống và gật gù với cuốn phim có tên Việt Nam Wild Life. Đã lâu lắm rồi, ông không gặp được cuốn phim nào ưng ý, toàn là những cuốn phim với những động tác nhàm chán và những lời giả tạo, vì thế chỉ coi được có một phần ba cuốn là ông tắt máy. Hôm nay, Ông thấy được cái sướng thật của người nữ khi đóng phim. Ông thầm tiếc nhủ thầm, cái bà Việt Nam này đẹp thế mà đi làm nghề diễn viên thì chẳng mấy chốc sẽ tan tành mây khói, nát bét mèn mẹt dưới những chiếc máy khâu của bọn Tây đen thôi. Nhìn đồng hồ 12 giờ, California mới 9 giờ. Ông nhân đứng lên đi lại bàn để máy điện thoại, bấm và đưa ống nghe lên tai. Ông nghe tiếng nhấc máy rồi tiếng người phụ nữ quen thuộc Hello Giờ này chưa ngủ sao mà gọi Nhớ người ta gọi thôi Tiếng cười với tiếng nói Mới về được hơn tháng Thèm lờ không hi hi Tiếng cười lại khúc khích Rồi tiếng nói tiếp Nếu thèm thì em lại sang Khi nào sang Mai mua vé Chắc khoảng một tuần Tối mai em cho biết ngày giờ Ông Nhân cười khoái chí Bây giờ biết anh tưởng tượng cái gì không Biết Thôi ngủ đi cho khỏe, cho người ta. Ok, bye em. Ông Nhân lấy mấy tấm ảnh XYZ phóng lớn của Ngọc. Người tình ông vừa gọi, nhìn một lúc, rồi xếp lại bỏ vào ngăn kéo, thẩm nghĩ. Ngọc còn quyến rũ lắm, 20 năm mà không thay đổi bao nhiêu. Vẫn nguyên đài nguyên kiện, những đường uốn lượn, vẫn đầy ấp màu mỡ, hàng vẫn cong lên như thách thức. Nhìn đám mây đen xì xỉ, xỉ trên cánh đồng hoang vu trông nhễ nhại. Trần lòng ông trùng xuống khi biết tuổi già với 10 năm tù cải tạo, đã tàn phá sinh lực và không còn sức để hưởng cái vẻ màu mỡ ấy. Mới đó mà đã 20 năm, ông Nhân hồi tưởng lần đầu tiên gặp Ngọc ở Việt Nam, khi ông là trung tá tham dự khóa sĩ quan tham mưu cấp cao được tổ chức ở Đà Lạt và Ngọc là người thầu nấu ăn cho khóa sinh. Hôm đó, Ngọc mặc áo dài màu xanh dương Đi quanh phòng ăn Trong bữa ăn đầu tiên Của gần 100 khóa sinh Cấp từ thiếu tá tới đại tá Chiếc áo dài men theo đường nét Chết người từ trên xuống Khi Ngọc đi ngang qua bản nhân ngồi Ông ngửi ngửi Như trâu người ấy Cái mùi hương phẳng phất đàn bà Ông như bị quấn vào dáng đài cát Với nét lẳng lơ Ở đôi mắt đa tình Và dáng đi của bà chủ thầu từ ngày đó, sau bữa cơm chiều, ông thường ngồi lại bên phòng khách của khách sạn uống cà phê để nhìn cho đến khi Ngọc ra về. Bỗng một buổi tối, khi mấy ông uống cà phê đã đi hết, Ngọc tới hỏi ông. Tối thứ bảy mà trung tá không qua hòa bình vào tiêu líp dâu hay cà phê tùng. Ông nhân ngạc nhiên nhìn Ngọc đáp. Tôi thấy ở đây đẹp hơn, ấm cúng hơn. Tiêu níp dâu không hợp với tôi, còn tùng thì quá nhiều khói thuốc. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp Không ở đâu bằng phòng ăn của Đà Lạt Hotel Hết khóa học Tôi sẽ nhớ mãi nơi này Có lẽ cảm được ẩn ý Của câu nói trên Nên Ngọc cười rồi nói Tôi đã thầu nấu ăn cho năm khóa Nhưng chưa thấy ai nói như chúng ta Ông nhân nhìn Ngọc một lát Họ không thấy Tiếc cho họ thế Từ buổi đó Ngọc thường đến chuyện trò với ông Khi ông uống cà phê Và ông biết chồng Ngọc là chủ sự ở tòa thị chính, đã có một con trai 4 tuổi, hai người hợp chuyện, hợp sở thích và ông Nhân đã mê Ngọc. Trước ngày mãn khóa học, Ngọc cho biết là sẽ đi Sài Gòn thăm mẹ. Nên sau ngày mãn khóa, ông đã ở lại để chờ Ngọc cùng đi. Trong thời gian chờ, ông Nhân thường lang thang quanh khu hòa bình và đã gặp một ông bạn là thiếu tá không quân thuộc bộ tư lệnh không quân ở Tân Sơn Nhất. Nhân mùa anh đào nở đã bay lên Đà Lạt lấy anh đào về làm quà cho mấy ông lớn, liền ngỏ ý với ông bạn là cho ông và một người bạn về Sài Gòn. Được người bạn đồng ý, ông Nhân vội đến báo cho Ngọc và hai người đã được lên chiếc Sena ở phi trường Cam Ly. Hơn 6 giờ về tới Tân Sơn Nhất, không để lỡ dịp may, Nhân mời Ngọc đi ăn cơm. Trên sân thượng nhà hàng Đại Hạ Tiểu Gia, ở đường Đồng Khánh chợ lớn, sau mấy ly rượu vang, Nhân với tay cầm tay ngọc và nói: "Anh mê ngọc từ ngày mới gặp." Mê giọng nói, mê dáng người và nét cười. Anh biết đó là si mê vô vọng, vì biết ngọc đã có chồng, có con. Nhưng lý trí không cản được tình cảm, vì si mê đâu có tội gì. Nhưng không ngờ, ngọc đã đến và hỏi: "Để anh có thể tỏ bày mấy câu. Sau khóa học, tôi sẽ nhớ nơi này và anh cảm được là ngọc" đã hiểu là tại sao lại nhớ cảm ơn ngọc đã cho anh ngày hôm nay cảm ơn anh anh đã nói bằng mắt em cảm được mắt nói gì ngọc xúc động nhìn nhân nói và em cũng mê cách tỏ tình bằng những buổi tối lặng lẽ bên tách cà phê của ông trung tá uy nghiêm và từ đó em mong đến giờ cơm để nhìn thấy anh sau bữa ăn nhân đưa ngọc đến khách sạn quảng đông trên đường phạm ngũ lão vào đến phòng hai người quang hành lý xuống đến ngộp thở. Đêm ấy, khi nhân từ phòng tắm đi ra, thì nhân đã không thể thốt lên lời. Ngọc giờ đây đã không mảnh vải che đậy. Ngọc nhìn nhân như mời như gọi. Chỉ một đêm, nhân biết Ngọc rất là ham, nên đã tận hưởng cái ham ấy với tiếng và những câu nói mà nhân chưa từng được nghe ở những người đàn bà đã đi qua cuộc đời nhân. Suốt hai tuần vui vẻ ở Sài Gòn, Ngọc ở nhà mẹ và Nhân nên không thể đi đêm, nhưng họ thường gặp nhau từ 7 giờ đến 10 giờ. Lúc Nhân ra khỏi bộ tổng tham mưu và đến chờ Ngọc ở một khách sạn đã hẹn trước. Ngọc trở về Đà Lạt chuẩn bị nấu ăn cho một khóa tham mưu cấp cao khác. Khi khóa học kết thúc, Ngọc về lại Sài Gòn hai tuần. Cả hai nghiện nhau nhưng nghiện thuốc phiện. Trong năm 74, gia đình Ngọc lục đục và nàng đang tìm cớ để ly dị chồng thì miền Nam sụp đổ. Nhân đi tù cải tạo 10 năm qua, nhiều nhà tù ở miền Bắc và miền Nam. Khi ra tù, nhân không còn gì cả. Vợ con đi vượt biên đã chết trên biển. Cha mẹ nhân đã chết sau 1975 vài năm. Nhân tới nhà anh của Ngọc để tìm Ngọc, nhưng nhà anh Ngọc đã có người khác ở. Nhân cũng lên Đà Lạt tới nhà Ngọc nhưng nhà ấy cũng do người khác làm chủ rồi. Anh biết chồng của Ngọc là công chức cao cấp, phải đi cải tạo, nên không biết đời Ngọc sau 7 năm ra sao. Năm 1991, nhận đi Mỹ theo diện HO và được định cư ở Chicago. Một năm sau, ông bỗng nhận được thư của Ngọc. Trong thư, Ngọc cho biết do mấy đời đăng báo phân yêu gia đình một người bạn ở Cali của nhân nên Ngọc đã tới tòa báo hỏi thăm xin địa chỉ. Ông xúc động, mừng đến toát mồ hôi, Ướt cả lưng áo. Sau khi chấn tĩnh, nhân gọi Ngọc và nghe tiếng Ngọc vẫn trong trào như năm 7374. Một tuần sau, Ngọc qua Chicago. Ngọc cho biết sau 75, nàng về Sài Gòn và có vàng nên buôn bán vàng. Chồng Ngọc đi cải tạo ở Yên Bái, được một năm thì chết. Tới năm 81, nàng vượt biên với đứa con tới được Ga Lăng rồi tới Mỹ năm 82 và định cư ở Cali. Thời gian đầu, hai mẹ con đi học rồi đi làm công nhân công ty điện tử. Nhưng do làn sóng làm đẹp bằng nghề nai, nên Ngọc đi học làm nai. Do lanh lẹ, khéo tay, lại đẹp, nên chỉ hơn một năm là có vốn mua lại một tiệm nai. Con nàng học xong đại học 4 năm, về ngành quản trị kinh doanh, nên đã về trông coi tiệm cho mẹ. Bây giờ tin nàng có ba tiệm này giàu có nhàn nhã nhà ở khu sang trọng của người giàu từ đó ngọc đã sang chicago với ông ba lần mỗi lần một tuần và ngọc đã bảo ông về cali sống trông coi tiệm cho ngọc nhưng ông không muốn đời sống của mình phải tùy thuộc vào đàn bà nên ngẩn ngừ chưa quyết vì hai lẽ thứ nhất ông đã giả yếu và nghèo với thứ công nhân lắp ráp trong khi ngọc còn trẻ và giàu sang như thế, ông cảm kích là Ngọc còn nhớ tình xưa, nhưng tự xét mình và cảm thấy cuộc tình mong manh vì ông không còn là nhân của ngày trước. Vì thế, ông vẫn nghĩ bây giờ Ngọc tìm ông, rồi đến một lúc nào đó Ngọc sẽ lặng lẽ xa ông. Ông Nhân và Ngọc nằm trên giường coi cuốn video có tên là Listy White. Ông mới mua tuần trước. Chuyện phim là người vợ trẻ của một doanh nhân thường phải xa nhà trong việc làm ăn. Người vợ trẻ đó là Doro, bắt bổ với một nhân viên da đen tên là Nazi trong công ty của chồng. Vào phim, cô gái không mảnh vải trên một cái bàn có nệm, hàng to thôi rồi lượm ơi. Anh tây đen to lớn, đang kèn sáo tưng bừng cho chị gái. Ở bên ngoài này, ông nhân cũng làm y chang tên tây đen, ngọc sướng quá, thét lên như cha chết. Nhưng trời không chiều lòng người, hỡi ôi, cuộc sống không giống cuộc đời. Ông nhân chỉ giữ được chừng 2 phút thì toang. Ông thấy vẻ mặt buồn với đôi mắt biểu lộ sự thất vọng của Ngọc. Ông nhân cũng tuyệt vọng vì nửa chừng đứt gánh giữa đường. Ông sợ là tình sẽ nhạt phai với cái nhìn thất vọng của Ngọc. Ông không đủ sức phục vụ người tình trẻ thì Ngọc sẽ ra đi vì ông biết cái thiếu thốn của Ngọc. Nàng đến với ông vì tình và cũng là vì lạ. Chiều nay khi đón Ngọc về đến nhà, ngọc đã nói là ngọc nhớ ông lắm ông xuống giường vào phòng tắm lấy khăn vệ sinh cho ngọc ngọc vẫn vậy nằm nhìn mái nhà chờ ông nhân nói điều gì đó nhưng thấy ông buồn im lặng nên hỏi sao anh không dùng thuốc người già bị chứng hết vị phải uống thuốc là chuyện thường ông nhân đáp có dùng ô tô bi bắt phải lên rồi bác sĩ cho nhưng vẫn không ăn thua em có chị bạn tên lan người huế bằng tuổi em chồng đã 60 rồi, cũng đã đi cải tạo và qua Mỹ theo diện HO như anh. Em với Lan thân nhau nên thường chuyện trò tâm sự. Lan bảo một đêm mà không được 7 cái thì khó ngủ và bứt rứt cả ngày hôm sau. Ông chồng đã 60 nhưng thường dùng thuốc nên mỗi lần kéo dài được trên nửa tiếng. Lan bảo sống không có đàn ông như em là uổng phí mà làm sao chịu nổi ở tuổi 40. Thì bà ấy nói đúng đấy, em còn trẻ mà, còn sung mãn hơn cả thời những năm 73-74. Đến Mỹ từ năm 82, mà sao không gặp được một người? Thôi, mới qua đi làm công ty, cũng hẹn hò chút đỉnh, nhưng chẳng đâu vào đâu. Tới khi làm nai được 2 năm, em kết một ông cũng sĩ quan hơn em vài tuổi. Qua Mỹ từ những ngày đầu 30 tháng 4, được chừng một năm, em thấy ông ta hèn quá, thích sống bám, còn ăn cắp tiền của em nữa. Nên em đuổi ra khỏi nhà buồn vì đời sống cô độc nên có gặp thêm nhưng chẳng ai lọt mắt lọt thân gặp được người vừa ý không dễ nên em chán mấy ông Việt Nam rồi ông Nhân nghe vậy thì hỏi thế còn trong dưới làm nai Ngọc bảo quá xô bồ họ bồ bịch nhăng nhít với nhau mình là chủ phải sống cho gia chủ có chơi là chơi ở chỗ khác không đàn đúng với họ xin lỗi anh em nói điều này là mấy bà chủ tiệm nai tuổi bốn mươi năm mươi phần lớn chồng đã già, thường thuê mấy thằng mễ làm vệ sinh cửa tiệm, rồi tối nào cũng ở lại mà hú hí với bọn trai trẻ. Chuyện đó chẳng giấu được mấy người thợ, mà có lẽ họ cũng chẳng cần giấu. Họ làm ra tiền và cần được giải tỏa, cần sống cho riêng mình. Thì anh cũng như chồng của mấy bà ấy, 10 năm tù đói khát, bệnh tật đã tàn phá sức lực. Em cần tìm một người cho em, không việc thì Mỹ đi. Em còn đẹp và quyến rũ lắm, thiếu gì người theo đuổi nếu em mở rộng việc giao du rồi mỗi năm nếu còn nhớ đến anh thì sang đây cho anh cho anh chiêm ngưỡng dùng nhàn chớ đừng nói gì khác nhé câu nói đó tuyệt vời đã có tác dụng thích thích nhưng một thời đã xa anh không còn thích ứng nó được nữa đâu em em cần một người ngang tuổi khỏe mạnh như châu để giúp em hết buồn anh mong em có một người như thế ở vậy phí lắm chẳng mấy chốc sẽ già Ngọc nghe ông nhân nói như vậy Thì thấy buồn Thì em biết Nhưng em không buông thả mình dễ dàng đâu Em đến với anh Thời 73 rất nhanh Dù đã có chồng, có con Vì em cảm cái si mê lạ lùng của anh Chỉ mới hai bữa cơm Mà đã lụy tình Rồi thì trao gửi cho người đó Cũng đáng chứ Có người tình hay người chồng nào Dám nói thẳng những điều anh vừa nói đâu Em thương anh Mười năm tù, thèm khát rồi ra tù cũng chỉ có một mình. Em muốn bù lại cho anh những năm trong tù, nhưng đời người thường chẳng được như ý. Anh cứ chữa bệnh bằng thuốc bác đi, rồi uống thuốc tây. Mới 60, chớ đã 70 đâu mà già. Dù sau này có được một người như anh nói, thì mỗi năm em cũng sẽ qua thăm anh hai lần. Ông Nhân nghe Ngọc nói vậy thì có chút động viên an ủi trong lòng. Cảm ơn em nhé, cứ nghĩ như thế là anh thấy yên lòng hơn. Ông Nhân bén lén rồi nói Hàng em không khác thời bảy ba bao nhiêu Vẫn săn chắc Chứ không bè ra hai bên Như phần lớn mấy người ở tuổi em Ngọc cười Không có người chăm bẵm Nên được như thế Chứ có ai tàn phá hai mươi năm Thì bây giờ nó sẽ mềm nhũn Và nằm bè ra hai bên rồi Ông Nhân lặng yên thầm nghĩ Tội nghiệp em Ngọc à Trên đường đi tới nhà hàng Lát về gát Ông Nhân nói với Ngọc Ông Paul là quản lý xưởng lắp ráp anh làm. Da đen nhưng tính tình thì dễ mến. Lịch sự và rất tốt với công nhân dưới quyền. Ông ta thân với anh. Và anh cũng thường mời ông ta ăn phở hay bún đậu mắm tôm. Mấy tháng trước, anh mời ông ta đi ăn nhân dịp sinh nhật. Nay ông ấy mời lại. Ngọc hỏi. Anh nói ông ta ở cùng toàn nhà, cùng tầng 6. Sao không gặp lần nào nhỉ? Thì đời sống của người Mỹ tôn trọng tự do cá nhân. Đi làm về phòng ai đấy ở ít khi gặp nhau. Có gặp ở cầu thang cũng chỉ chào một câu thôi. Tầng 6, mình ở phòng đầu 602. Ông ấy ở phòng cuối 609, gần cầu thang đằng sau. Chỗ gần thùng bỏ rác ấy ở trước cầu thang. Anh đến tòa nhà này là do ông ta giới thiệu đó. Giá vừa phải, sạch sẽ lại ở gần hồ. Ông ta ở một mình như anh. Ông nhân gật đầu. Chỉ một mình, tuổi khoảng 35, ly dị vợ, có một người con gái vừa lấy chồng Hôm qua ông ấy mời Anh nói là có bạn gái Nên ông ấy mời cả hai Em đi cho biết người bạn da đen của anh Chồng em ngọt nước thế này Đàn ông đoan chính cỡ nào Cũng phải đầu hàng thôi Để cho ông ấy ngạc nhiên Là sao một tên công nhân già Lại có người tình đẹp và quyến rũ như thế Ngọc ngạc nhiên cười Vậy là hắn kém em gần 10 tuổi đó Hắn là em rồi Hì hì mà anh đem em đi để khoe với một cậu da đen à. Cho em xem phim Tây da đen với quý bà rồi lại đem giới thiệu với thằng da đen. Nhiều người Mỹ trắng có mặc cảm tự ti về chuyện kia thượng đẳng của da đen nên mấy hãng phim đã khai thác điểm mạnh này. Không dừng lại ở Mỹ mà đem mấy ông tài tử da đen đi suốt mấy nước Đông Nam Á. Ngọc dừng lại khi xe đi vào sân đậu xe của nhà hàng. Vừa bước vào cửa nhà hàng Ông Nhân đã thấy Pôn đứng dậy bước ra. Ông Nhân bắt tay Pôn giới thiệu. Đây là Ngọc, người tình 20 năm của tôi mới gặp lại ở Mỹ. Rồi quay qua Ngọc nói. Đây là anh Pôn, là bạn và cũng là quản lý của anh. Pôn bắt tay Ngọc và mời hai người ngồi. Ngọc cầm bảng menu, đọc tên những món ăn. Vì không biết món ăn ý nên Ngọc chọn một món có chữ trứng với bia. Ông Nhân cũng không quên đồ ăn ý nên chọn món trứng theo Ngọc. Sau khi order đồ ăn và một chai rượu vang, Bồn nói, Tôi không ngờ nhân có một người tình đẹp tuyệt vời như bà, mà lại là người tình đã xa cách 20 năm. Người Á Đông có sự trung thủy nên tình mới kéo dài như thế. Người Mỹ thì chắc không. Hai ba năm đời người đã thay đổi. Với thời gian 20 năm thì mỗi người đều đã có đời sống gia đình riêng của mình. Còn nhớ gì chuyện tình của 20 năm trước? Ngọc nói Cảm ơn Pol Về những lời ca ngợi của anh Người Á Đông chúng tôi Có sự trung thủy Nhưng cũng tùy người tùy hoàn cảnh Anh nói đúng là một cuộc tình đã xa cách 20 năm Thì chẳng còn gì cả Nhưng hoàn cảnh của chúng tôi đặc biệt Đặc biệt khi gặp nhau Và đặc biệt khi phải xa nhau Nên nhớ mãi Và chuyện gặp lại nhau Cũng là một sự tình cờ kỳ lạ trên đất mỹ mênh mang này ông nhân tiếp chúng tôi gặp nhau trong chiến tranh và xa nhau khi chiến tranh kết thúc việt nam sau chiến tranh là một thảm kịch chia lìa tan tác tôi đi tù mười năm vì phạm tội phản quốc bà ấy là người tuyệt vời thế mà gặp lại được nhau trên đất mỹ này trong bữa ăn sau ly rượu pôn nói tôi và nhân là người cô độc bao lâu nay tôi thường nói với nhân là nếu có thể tìm giới thiệu cho tôi một bà Việt Nam. Tôi muốn lấy phụ nữ Việt Nam. Vì biết một số bạn Mỹ da đen sống rất hạnh phúc bên người vợ Việt. Mỗi lần nói thế, nhân đều cười và bảo là ở bên này rất khó. Nếu muốn phải qua Việt Nam vài lần, chuyện du lịch Việt Nam tôi biết nhưng khó đi. Vì tôi không có nhiều tiền và thời gian. Bồn ngừng lại một lúc rồi nhìn Ngọc nói tiếp. Gặp được chị, tôi muốn nói lại điều này và hy vọng chị có thể giúp tôi vì cali có nhiều người việt ngọc nghĩ một lúc rồi đáp tôi không dám hứa đâu nhưng sẽ để ý việc ông nhờ tôi quen biết một số bà không chồng ngang tuổi ông nếu có ai muốn tôi sẽ giới thiệu quan nhân tôi nghĩ là bà việt nam nào gặp được anh thì người đó có số may mắn vôn cười tươi giơ tay bắt tay ngọc cảm ơn chị rất nhiều lần này tôi hy vọng sang năm sinh nhật tôi sẽ có đôi. Nhân không ngờ là Ngọc thông thạo tiếng Anh như thế. Trong bữa ăn thì Ngọc trả lời những câu hỏi của Paul về việc sinh sống lập nghiệp ở Cali với thứ tiếng Anh lưu loát chứ không phải thứ anh dịch từng chữ và chậm của ông. Trong suốt bữa ăn, Ngọc và Paul nói chuyện, còn ông nhân chỉ lắng nghe, nhiều lúc thì ông không hiểu họ nói gì. Hai người khen lẫn nhau. Paul cười thân thiện, Ngọc cười với ánh mắt rất lẳng lơ. Chỉ một bữa ăn mà hai người thân nhau cả thế kỷ. Ông Nhân nghĩ có lẽ Ngọc làm ăn tiếp xúc nhiều nên tự nhiên phóng khoáng. Còn Paul quen lịch sự và rất khéo làm thân với phái nữ và cảm thấy vui và hãnh diện khi thấy người tình trẻ đẹp của mình lịch lãm trong giao tiếp ngoài đời. Sau bữa ăn, trên đường về Ngọc nói Paul là mỹ đen nhưng không quá đen, có thể gọi là handsome man chứ không đen kìn kịt, bóng loáng như phần lớn người da đen Có khuôn mặt dữ Hy vọng em có thể giới thiệu cho ông ta Một cô gái ở Việt Nam tên Nhung Nhìn cô ấy như gái hơn 30 tuổi Cần sang Mỹ Họ thư từ chuyện trò Nếu hợp nhau thì Nhung có thể đi du lịch qua đây Rồi kết hôn và ở lại Mỹ luôn Sợ da đen Nhung không chịu đâu Thì em sẽ nói với Nhung Còn tùy cô ấy Bây giờ cần đi Mỹ thì đen Trắng hay mễ gì cũng được Tìm được một người đen như Paul cũng không phải dễ đâu. Nhung lấy được Paul thì cũng là cái may cho cô ấy. Chỉ sau một bữa ăn mà em có thiện cảm với ông ta rồi. Ở Cali hơn 10 năm, do đời sống và việc làm ăn, em đã tiếp xúc bao nhiêu người Mỹ đen, mễ, nhưng không hề có cảm tình với họ. Ông Nhân cười. Vậy sang năm, anh hy vọng sẽ gặp cô Nhung ấy ở chung cư 609. Ngọc nói, để trả lại bữa ăn hôm nay à? Thứ sáu này, anh có thể mời Paul ở ăn nhà mình đi. Mình đã trả giò, sáng chủ nhật em về Cali. Được đấy, không thì anh cũng phải mời riêng tay ấy đi ăn Dream Sum ở Fuzama Ngọc mở khóa, sách hành lý vào phòng. Đang lấy trong túi sách mấy thứ quà mua cho nhân để lên bàn. Ngồi nghỉ chừng nửa tiếng rồi đi tắm và nấu ăn. Thỉnh thoảng thì cười một mình tủm tỉm. Ngọc muốn cho nhân một bất ngờ nên không qua Chicago mà không báo chồng biết. Nhưng đến 6 rồi 7 giờ thì Ngọc nóng ruột. Nhân đi làm thì thường về lúc 5 giờ. Vậy Nhân đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ? Ngọc ngồi bồn chồn Thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân qua cửa. Nhìn đồng hồ. 8 giờ. Ngọc đứng dậy mặc quần áo đi sang phòng 609 gõ cửa. Pôn mở cửa mừng rỡ. Thật là bất ngờ. Chị mới qua đây. Ngọc đáp. Chào anh Pôn. Tôi mới qua buổi trưa. Cũng muốn cho Nhân sự bất ngờ nên không báo trước giờ này anh nhân chưa về cậu biết nhân đi đâu không à nhân dịp nghỉ cuối tuần hôm nay nhân nghỉ đi cinemas bang Oha chủ nhật mới về tôi chỉ biết có thế thôi khi nhân lấy ngày nghỉ cảm ơn anh đã cho biết tin xin lỗi đã làm phiền anh chúng anh ngủ ngon ngọc chào rồi quay bước và nghe tiếng của pôn Chúc ngủ ngon ngọc nhé pôn đứng nhìn theo dáng điệu ống ngả theo chiều dài của ngọc thầm nghĩ tên nhân già này nghèo mà có một người tình đẹp khêu gợi như thế ngày mai sẽ qua mời ngọc đi ăn sáng rồi hỏi chuyện mai mối ngọc thay quần áo rồi mặc cái váy ngủ màu xanh mở mà ngăn kéo lấy ra mấy tấm ảnh mát mẻ của mình mà nhân chụp trong phòng tắm trong lần đầu ngọc qua đây với những tư thế đứng thế nằm thế kèn thế sáo thầm nghĩ nhân ngày nào cũng xem mấy tấm ảnh này thì chịu sao nổi đây. Lần vừa rồi về Cali đã 3 tháng mà mấy lần gọi điện thoại chỉ thăm hỏi việc làm ăn và sức khỏe mà cũng không hỏi Ngọc khi nào sang nữa. Ngọc biết ông ấy buồn và mặc cảm vô dụng, thứ mặc cảm của đàn ông không thể đưa đàn bà tới cõi thiên thai. Trong giao tiếp làm ăn, nhất là ở trong môi trường làm nai, Ngọc nghe không biết bao nhiêu chuyện của người Việt, người nào hai vợ, người nào hai chồng bao nhiêu bà việt nam cho mễ cho mỹ đen cũng là do sự bất lực của mấy ông chồng già bây giờ thì nhân với ngọc cũng vậy mấy lần sang trước còn có chút vớt vát còn lần vừa qua nghe ông nói phấn khởi lên máy bay nhưng cả tuần tuyệt vọng vì thế về đến cali ngọc liền hỏi người bạn huế thứ thuốc mà chồng chị kéo dài được hơn nửa giờ khi chỉ chỗ mua chị bạn cười nói cứ cho người tình uống một viên là một giờ sau bà ấy sẽ tự do mở sướng sưởng sương. Chị bạn ghé lại gần tay rồi nói nhỏ. Ôi dồi ôi, như sắt là lâu ra. Đủ thời gian cho mình sướng và lên tiên luôn. Ông xã tôi uống cả hai năm nay rồi. Vừa được hưởng vợ, vừa tăng cường sức khỏe. Đã 60 mà đêm nào cũng nga hùng hục như châu húc mã. Bà thấy người tôi nảy nở, mọng ra như thế này. Mà không được ca à, mỗi đêm thì sống thế nào được. Chính vì có được hộp thuốc như thế của Nhật Nên Ngọc sang Chicago mà không báo trước Để đem lại niềm vui cho nhân Thứ nhất là đi làm về thấy Ngọc Xếp lại mấy tấm ảnh Ngọc lấy cái cuốn video ra Việt Nam và Tây Đen Rồi cho vào máy Rồi lên giường nằm Xem được chừng nửa giờ Thì ối rồi ôi Nước nhiều quá rồi Ngọc phải vào phòng tắm Để vệ sinh cá nhân Vì sợ ướt hết cả đệm hết cuốn phim thì ngọc lại tiếp tục thay cái cuốn Paris paripanaha người ngọc lúc này rừng rực như lửa đốt như những lớp sóng biển kìm nén với ý nghĩ là đêm nay thôi nhận nửa nhà thì giờ này ngọc sẽ vỡ bờ mất thôi ngọc đi vào nhà tắm vệ sinh xong ra ngồi ở sofa thầm nghĩ phải bảo nhân bỏ coi mấy thứ phim này sống một mình mà cứ xem mãi thì sẽ thành điên lên ở cali Ngọc sống một mình Trước đây có một thời gian cũng mê nó Nhưng rồi phải bỏ Và lâu rồi không dám động đến Thứ video chết người này Tính đi nằm Nhưng chợt nhớ tới sọt rác đã đầy Buổi chiều lại làm cá Nên phải đem túi rác bỏ vào thùng rác Ở cầu thang thôi Mùi nó tanh quá Ngần ngừ định thay quần áo đi ra ngoài Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ Giờ này còn ai đi lại nữa Nghĩ thế nên Ngọc cứ để nguyên hiện trường, cầm túi rác đi tới cầu thang sau. Khi đi qua cửa phòng 608, Ngọc nghe tiếng, ôi, từ trong phòng, rội ra cửa, nên đi chậm tới chỗ thùng rác, bỏ túi rác vào thùng. Những âm thanh đó lớn quá, đã giữ chân Ngọc đứng lại một lúc. Giờ này là giờ làm gì đây? Đó là một cặp tình nhân hai vợ chồng. Qua đây mấy lần, nhưng Ngọc chưa từng gặp những người ở những phòng của tầng 6. Những âm thanh nam nữ đó giống hệt những âm thanh ở trên phim mà Ngọc vừa xem. Bây giờ lại lặp lại cái cảnh như vậy ngay trước mặt thì bố ai mà chịu được. Thấy đứng đã lâu, Ngọc mới bước ra. Nhưng khi qua cửa phòng lại ngập ngừng đứng lại. Bỗng có tiếng mở cửa ở phía sau. Ngọc giật mình quay lại và xấu hổ vì người mở cửa là Paul. Anh ta mặc quần cọc xám dài tới đầu gối và tê sớt trắng. Ông tới cầm lấy tay Ngọc rồi rủ vào phòng sau khi đóng cửa lại thì pôn nói nhỏ ngọc yên tâm đó là một cặp vợ chồng trẻ chị có thể nghe tiếng họ từ phòng tôi chị sang đây mà anh nhân lại đi xa chị nhuận sắc thế này tôi biết sự già yếu của nhân không thể đem lại cho chị sự lạc thú có lần tôi đã giới thiệu cho nhân một bạn gái tây đen trẻ nhưng nhân từ chối bảo là già rồi không còn đủ sức đời người ngắn lắm đừng để phí Chị tuyệt vời lắm Tôi sẽ thành nhân Đem lại cho chị niềm vui và hạnh phúc Chị muốn bao lâu và bao nhiêu cũng được Trong phòng bên cạnh Âm thanh mát rượi của đôi nam nữ Không ngừng vọng qua cửa Ôn lại thì thầm như rót mật vào tai ngọc Đời người ngăn lắm Sao chị lại chỉ có một người tình giả yếu Cho tôi một phần cái may mắn của nhân đi Theo câu nói đó Thì Pôn gần ngọc hơn khoảng cách hai thế giới chỉ còn bằng không. Ngọc dùng mình khi hai vùng địa phương huyền bí đã gặp nhau thật rồi. Cánh đồng cỏ nhỏ bé xinh xinh, huyền diệu đầy nước, nhanh chóng được chàng thanh niên trẻ hơn Ngọc 10 tuổi lấp đầy. Nước mắt Ngọc đã rơi, nàng khóc rồi nhớ đến cái lần đầu tiên của nàng và ông Nhân. Cũng mặn mà và đắm say như này. Lý trí của Ngọc đã bị đánh gục. Giờ đây chỉ còn lại sự khát khao đàn bà, cùng sự thiếu thốn tận cùng mà thôi. Ngọc ngại ngùng vì mình là người yếu đuối, khi lại dễ dàng sang ngã và người đàn ông da đen trẻ tuổi này. Không hề có tình yêu, chỉ có nhu cầu thầm kín mà thôi. Tôi thương nhân và nhớ mối tình 20 năm, nhưng nay thì ông ấy không còn là nhân của 20 năm trước nữa. Thế từ ngày gặp, Ngọc có bao giờ nghĩ đến tôi không? Tôi có cảm tình với bạn. Nhưng không nghĩ đến việc như này Thế bây giờ thì sao Ngọc Ngọc ngước lên nhìn người bạn trẻ Gật đầu như xác nhận thông tin lại lần nữa Ngọc đã vã lắm rồi Hắn thì thầm vào tai chị Thèm mấy tháng nay Ngọc làm sao trả Cho đêm nay, ngày mai, ngày mốt Khi nhân về thì đi khách sạn Chủ nhật sau tôi mới về Cali Mọi thứ vẫn diễn ra trong êm đềm Mở khói lửa Bồn biết Ngọc đã tới cõi thiền thai và mãn nguyện thật rồi. Ngọc giờ đây đã hết tình với ông Nhân nhưng vẫn còn nghĩa chứ. Ngọc sẽ vẫn thương ông Nhân như ngày nào. Còn cái khoản này Ngọc đã gặp được đối tác thật rồi. Cứ thế Ngọc tận hưởng sự sung sướng mà người tình trẻ mang lại. Còn Pôn thì nghĩ đến ông Nhân đã đem người tình trẻ khoe hắn với lời giới thiệu người tình 20 năm và hắn đã ca ngợi sự trung thủy của người phụ nữ Á Đông. Và Paul nhớ chuyện một chuyện cách đây hơn 2 năm. Hắn đã theo đuổi cả một năm nữ công nhân tên là Huệ làm ở bộ phận lắp ráp của hắn, còn trẻ có chồng già. Cuối cùng ông cũng mời được Huệ đi ăn tối và sau bữa ăn thì hắn đã được gần gũi Huệ trong một hotel nào đó. Sau lời tỏ tình đó, chị Huệ đã cảm ơn sự giúp đỡ của hắn trong việc làm rồi Huệ nói: "Tôi thương yêu chồng tôi nên không thể nhận lời tỏ tình của anh được." Bây giờ tôi chẳng còn tình cảm gì khác ngoài chồng con tôi. Pôn nói, nhưng người chồng già không đem lại cho chị những lạc thú. Tôi biết chắc chồng tôi không bằng anh, nhưng chúng tôi sống bình thường và tôi yêu đời sống bình thường ấy. Chuyện kia phải đi cùng với tình yêu. Tôi không yêu anh, làm sao tôi đi với anh được? Sau đó bà Huệ cảm ơn bữa ăn, rồi chào Pôn, Thế mà lần này người tình 20 năm của nhân đã dễ dàng dâng hiến cho pôn tất cả và sau đêm nay thôi thì pôn sẽ buộc chị ngọc vào cuộc đời của hắn vì hắn đã đáp lại được tiếng kêu đòi sự thiếu thốn của ngọc rồi chuyện đó đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ ngọc như chết đi vì sướng hai người cứ thế đi vào phòng tắm rồi lên giường cảm ơn chị ngọc đã cho tôi hưởng những thứ sung sướng này tôi cũng cảm ơn bạn đã giải tỏa cho tôi những dồn nén khao khát lâu ngày tôi đã hưởng sự chiếm đoạt của bạn rồi thế chúng ta có thể sống với nhau không sống chớ đâu có gì ngăn trở nhân chỉ là người tình biết sự bất lực của mình và rất buồn khi thấy tôi thất vọng nhìn ông ấy mà chả hiểu sao ngọc lại nói như vậy thế chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ngọc tôi sẽ sang chicago chúng ta ở khách sạn rồi vài tháng tôi qua cali Tôi một mình, một nhà. Khi nào cần thì gọi tôi nhé. Tối nay thì tôi nghĩ sáng mai sẽ mời Ngọc đi ăn sáng rồi tỏ tình. Nhưng không ngờ là túi rác và tiếng của vợ chồng bên cạnh đã đem Ngọc lại cho cuộc đời tôi. Nghe tiếng đó nên tôi mới sướng chứ. Nên đứng lại ở thùng rác để nghe ngóng một lúc mới bước đi. Nghe tiếng mở cửa tôi dần mình quay lại. Thì hóa ra là Paul đã đến thật đúng lúc. Hai người im lặng nhìn nhau Ngọc nhắm mắt lại Nghĩ về sự sung sướng Và dẻo dai của tên Mỹ đèn kia Lâu nay Ngọc chỉ nghe Thấy trong mấy bộ phim thôi Nay thì biết thật Và đã tận hưởng cái lớn và sự dẻo dai đó rồi Nghỉ ngơi khoảng hơn 30 phút Thì hai người lại tiếp tục vào trận chiến Đêm ấy tới 3 giờ sáng Thì Ngọc mới về phòng của mình Sáng hôm sau Bôn qua mời chị Ngọc đi ăn sáng Rồi Ngọc bảo Bôn trở tới một khách sạn. Họ ở với nhau đến 5 giờ mới rời khách sạn đi ăn tối. Paul đưa Ngọc tới nhà hàng Grapless, nhà hàng mà Nhân đã đem Ngọc tới cho Paul. Trong khi ăn, thì Paul nói là mới gặp chị Ngọc là hắn đã mê Ngọc rồi. Trong khi chuyện trò, hắn đã tán phét những câu khiến Ngọc bối rối. Nàng cười hỏi, tưởng tượng rồi thấy đúng không được mấy phần? Đúng hết luôn à, to đẹp thế sách về vợ chồng của người Trung Hoa nói là vẻ đẹp của chị thì đúng là lẳng lơ lắm luôn. Sự tưởng tượng ấy theo tôi mỗi khi nghĩ đến Ngọc nên đêm qua tôi đã vội vã tìm đến chỗ đó. Chị Ngọc đã làm tôi gục ngã đó. Ngọc cười cười. Sau đêm qua thì anh nghĩ gì? Tôi không ngờ đã gần gũi được chị Ngọc quá nhanh luôn và thấy tiếc chồng nhân là đã không hưởng được cái vẻ cực phẩm tuyệt vời ấy mà chị lại đem đến cho tôi. Nhưng bây giờ Ngọc nghĩ thế nào về nhân? Thì tôi không nghĩ gì nhiều. Vì sau 20 năm tôi đi tìm nhân. Nhưng giờ ông ấy chả làm được gì nữa. Thì tôi phải có đời sống của tôi chứ. Dù tôi vẫn còn thương. Và tôi biết nhân sẽ không trách tôi khi tôi đến với cậu đâu. Vì có lần nhân đã bảo tôi là nên tìm một người trẻ. Đời người ngắn ngủi lắm, chẳng tầy gan. Tuổi già sẽ đến nhanh thôi. Bây giờ thì chưa Nhưng thời gian nữa tôi sẽ cho nhân biết chuyện để nói lời từ giã ông ấy Tôi cảm thấy thương nhân khi mất Ngọc Còn Ngọc có nghĩ như tôi không? Ngọc lắc đầu Tôi rất thương anh ấy Nhưng số phận mà Chúng tôi xa nhau 20 năm Trong lúc tôi cần nhân nhất Thì nhân không có mặt Và tôi biết Âu đó cũng là cái số phận bạn ạ à. Paul gật đầu Thì cách đây hơn một năm Tôi đã đem cho Nhân người bạn gái Mỹ đen Vì cô ấy muốn làm bạn với một người Việt Nam Nhưng Nhân chỉ mời cô ta đi ăn Rồi chở cô ta về nhà Xin lỗi nói là đã giải yếu Vì thế tôi rất ngạc nhiên Khi mà ông Nhân có một người tình đẹp như Ngọc Trên đường về Thì Ngọc cho ghế xe ngả ra nằm nhắm mắt Cảm thấy mệt vì trong hotel. ten Bôn đã hai lần rồi Mà mỗi lần lại cả hai tiếng Đi tới đoạn đường vắng thì hai người lại nghịch ngợm một chút rồi mới về. Ngọc về nhà tắm rửa rồi ngủ vùi. Tiếng gõ cửa làm Ngọc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Ngọc ra mở cửa, Ôn đi vào. Sau khi cánh cửa đóng lại, thì hai người lại vui vẻ đêm ấy hơn 2 giờ. Ôn mới về phòng mình. Ông Nhân ngồi đối diện với Ngọc, đọc lại tờ giấy nói về cái thuốc kia. Sau khi ăn cơm, ông Nhân đã đọc kỹ về những hợp chất có mấy thứ Ông cũng không hiểu là loại cây gì mà cha từ điển cũng không có những cái chất như thế. Chỉ biết tất cả là thực vật. Ông nhân chú ý lời giới thiệu thuốc của một bà, vợ của người chồng đã dùng thuốc. Bà ấy cho biết là đã tuyệt vọng về sự bất lực ở tuổi 40 của ông chồng. Nhưng sau khi uống một viên thuốc này, một giờ sau thì bà ấy thấy cái kia của chồng ối rời ôi giời là rồi. Để tờ giấy xuống bàn thì ông nhân nhìn ngọc. Thuốc này làm bằng hợp chất của hơn chục thứ thực vật. Không có gì độc cả, nhưng không biết hiệu quả có như lời giới thiệu không. Thì chị bạn em nói là chồng chị đã 60 mà đêm nào cũng ngã được cả tiếng đồng hồ đó. Hì hì, anh uống đi cho em nhờ. Ngọc ngồi như nằm ngả tựa lưng vào thành sofa, như mời gọi người tình già. Ngọc có thói quen ở nhà, thường không bận đồ lót. Ông rót nước bóc một viên thuốc bỏ vào miệng rồi đến bên Ngọc nghĩ đến sự thiếu thốn của Ngọc ông lại sợ sự bất lực của mình và sợ ánh mắt tuyệt vọng của Ngọc ông đâu biết người ta đã đưa ông vào một bi kịch Ngọc sang bên nhân nhưng từ đêm thứ sáu cho đến chủ nhật Ngọc đã dâng hiến cho người tình trẻ cả trăm cái rồi ông nhân đứng dậy rót ly rượu vang uống cạn rồi lại đến ngồi bên Ngọc chuyện giới thiệu cô nhung cho pol đến đâu rồi Ngọc đáp, thì em đã nói chuyện với Nhung ba lần, cho cô ấy biết về đời sống, tính tình và việc làm của Pol. Cô ấy không thích da đen, nhưng em bảo việc tìm người rất khó, vì những người quen biết ở cái tuổi 30-40 thì đều có gia đình. Việc quen biết Pol là ngẫu nhiên, vì Pol là bạn đồng nghiệp của một người bạn ở Chicago, chứ không ở Cali. Muốn qua Mỹ thì đừng quan tâm đến đen trắng vàng, Pol là người có thể tin được nếu hợp tính, sống được cả đời với nhau thì tốt. Còn không, thì vài năm sau tìm cách thì dị. Em bảo cái Nhung còn trẻ, đã qua một đời chồng thì xá gì việc sống với một người da đen. Nhung có vẻ xuôi lòng, nói với em là để suy nghĩ một, hai tuần nữa sẽ quyết định. Ngọc ngừng một lúc rồi nói tiếp. Khi Ngọc bằng lòng thì em mới nói với Paul để hai người chuyện trò thư từ. Tiếng Anh của cô ấy có khá không mà chuyện trò. Thì cô ấy có ý tìm cách qua Mỹ nên đã học tiếng Anh được mấy năm rồi. Ông nhân cảm thấy thần dược đã có tác dụng, thuốc hay rồi đây, đúng là một người khỏe hai người vui đây. Mình đi ngủ đi em." Ngọc mỉm cười khi thấy dấu hiệu rất tốt, khả năng ngon canh rồi đây. Còn ông nhân với ý nghĩ đã lâu lắm rồi, hôm nay ông mới được hưởng thú vui này 20 năm rồi, chứ ít đâu. Khi thấy Ngọc cười, ông nói Cảm ơn em, thuốc của em đã cứu cuộc đời anh. Chừng 20 phút sau, Ngọc vào phòng tắm vệ sinh rồi ra ngủ cạnh người tình. Ông Nhân đã ngủ say, Ngọc thì nghĩ đến lời cảm ơn. Thuốc đã giúp ông Nhân kéo dài cuộc yêu được một phần của thời những năm 73. Hôm nay, ông Nhân đã đưa Ngọc tới thiên đường ở mức thấp và nó qua nhanh. Suốt cuộc chơi đó, chẳng hiểu sao Ngọc cứ nghĩ đến tên Pôn trẻ tuổi rồi thì có sự so sánh đầy tội lỗi đêm thứ ba ông nhân bị đau đầu và sổ mũi nhưng sáng ông vẫn đi làm đến công ty được chừng 2 tiếng thì ông lên cơn sốt phải xin nghỉ trên đường về ông vào văn phòng bác sĩ lấy điện thoại mở cửa phòng ông không thấy ngọc đâu mấy lần qua đây ngọc chỉ đi với ông thôi chớ không ra khỏi nhà một mình bao giờ ngồi thư ở ghế sofa một lúc chợt có linh tính thế nào thấy pôn nghỉ hôm nay có như vậy ư ừ. Ông Nhân uống cốc nước lạnh Người vẫn hầm hập sốt Có như thế ư ừ. Ông mở cửa đi xuống phía thang sau Chưa tới gần cửa phòng 609 Ông nghe tiếng nam nữ với những tiếng Thôi chết rồi, thôi chết rồi Ông Nhân đi chậm nhẹ nhẹ qua cửa Trong phòng vọng ra pôn ơi Ông Nhân quay trở về phòng Mặt tái như đít nhái Ngồi xuống sofa Mồ hôi toát ra ướt hết cả áo Thế là hết rồi Lần trước thấy sự vô dụng của mình, ông đã bảo Ngọc tìm một người trẻ để hưởng đời. Không ngờ người đó lại là Paul, một tên Tây đen chính hiệu, chắc ít học nên làm ở công ty cả 10 năm mới lên được tổ phó. Có một dây chuyền hơn 10 công nhân thôi. Paul cũng chỉ là một người công nhân như ông, nay gặp được Ngọc vừa đẹp lại vừa có tài kinh doanh. Ông nhận biết gặp Paul, Ngọc sẽ thỏa mãn đây. Trước kia, những năm thời 73 74 mỗi lần gần gũi, ông Nhân đã hưởng được cái lả lơi của Ngọc hai năm. Khi gặp lại Ngọc, ông tuyệt vọng trước vẻ đẹp đẫy đà với da mặt lúc nào cũng hồng nhuận của Ngọc. Ông Nhân nghĩ đến những cuốn video chết người đã cho Ngọc xem, rồi liên tưởng đến tiếng ông vừa nghe. Thế là chấm hết rồi. Họ đến với nhau quá nhanh, quá bất ngờ. Ông Nhân không muốn nhìn thấy sự bẽ bàng khi Ngọc trở về phòng gặp ông. Vì thế mà tuy đang sốt Ông cũng phải đi đến một nơi nào đó để qua 12 giờ trưa mới trở về. Ông ra khỏi phòng và nghĩ là lái xe ra công viên bên bờ hồ để nghỉ. Ông nhân trở về nhà lúc 1 giờ chiều, thấy Ngọc nằm trên giường, Ngọc ngồi dậy rồi hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm thế?" "Thì anh bị sốt đêm vừa rồi, bị đau quá, sổ mũi, tưởng nhẹ nên đi làm, nhưng đến khoảng 9 giờ thì lên cơn sốt. Anh uống thuốc rồi." Cố làm cho hết buổi sáng Rồi xin nghỉ Ông rót ly nước rồi ngồi xuống sofa Ngọc tới đặt bàn tay lên chán Lên thái dương của ông Nhân Anh nóng lắm Đi nằm nghỉ đi Để em nấu cháo cho Đau đầu sổ mũi sốt Em sợ anh bị cúm rồi Phải đi bác sĩ thôi Vừa nói Ngọc vừa vuốt những sợi tóc Lòa xòa trên chán ông Nhân Ông Nhân ngửi thấy cái mùi mùi nồng nồng Như cái mùi nhãn Thế là Ngọc vừa mới về Chưa kịp tắm rồi Ông để nguyên quần áo, nằm lăn ra giường nhắm mắt lại và thấy mình bồng bềnh như xuống vực thẳm rồi lên cao. Cơn sốt đang hành, mở mắt ra nhìn Ngọc đang loay hoay khuấy nổi cháo. Thấy Ngọc như kẻ xa lạ, nhìn Ngọc tươi tỉnh với má hồng, phong phành chiếc váy ngủ mỏng dài đến đầu gối. Ông Nhân nghĩ đến cảnh mặn nồng của Ngọc với Tê Pôn kia, mà ông lại ứa nước mắt ra. Ngọc đem bát cháo để ra bàn với hũ muối rồi đến bên giường. Anh dậy ăn cháo nóng với hành tiêu cho ra nhiều mồ hôi. Ông Nhân mở mắt gật đầu. Cảm ơn em. Nhân đến ngồi xuống ghế khuấy cháo thì Ngọc lấy váy đi vào phòng tắm. Tô cháo hành nóng làm ông toát mồ hôi. Lấy chiếc khăn tắm mà Ngọc để trên bàn để vệ sinh. Ông đi nằm và chợp mắt được một lúc. Khi tỉnh lại thấy Ngọc cái váy hòa tím. Anh có đỡ sốt không? Vẫn sốt. Anh gọi văn phòng bác sĩ lấy thuốc đi. Anh đã lấy thuốc rồi, trên đường về. Bốn rưỡi anh đi. Để em lái xe đưa anh đi. Sốt như thế này, chóng mặt, không lái xe được đâu. Nửa giờ nữa mình đi. Nói rồi, Ngọc tới tủ thay quần áo. Trận cảm lạnh đã bắt ông Nhân nghỉ cả tuần. Và tên bôn kia cũng đến hỏi thăm ông một lần. Sáng thứ bảy, Ngọc nói là tới cửa hàng Nhật trên đường Cà Lắc gần Đào Thao. Mua cái áo kimono và tiện thể hỏi xem có loại thuốc mà ông cần không. Hỏi sao biết địa chỉ thì Ngọc bảo là ngẫu nhiên gặp quảng cáo trên báo Chicago và chỉ ông tờ báo để trên kệ. Ngọc đi tới trên 3 tiếng và ông Nhân biết là sau khi mua áo thì Ngọc đã đi với thằng Pôn rồi. Ông Nhân đau nằm nhà mà cản trở họ cả tuần. Khi về Ngọc bảo là thuốc phải order nên đã order 3 hộp. Nghe thế, ông Nhân tự hỏi Ngọc còn qua đây nữa hay không mà mua thêm thuốc lại mua nhiều về cali ngọc vẫn thường gọi điện thoại thăm hỏi nhưng không nói đến chuyện sang chicago nữa ông nhân thấy nhẹ người vì nếu ngọc mở qua là lại đem cái kia cho tên da đen kia rồi không phải là đem cho ông đâu nhưng ngọc thường nói trước đây thì ông nhân thích câu nói đầy mời gọi ấy nhưng bây giờ thì ông lại sợ hơn một tháng sau ông nhân gọi liền hai ngày không người bắt máy Vậy là Ngọc không ở nhà Ngày hôm sau đi làm Thấy Paul nghỉ Linh tính lại trông biết Là Ngọc đã qua Chicago Nhưng không đến với ông Tối hôm ấy ông nhân gọi người con của Ngọc Thì con cho biết là mẹ Ngọc đã đi Chicago Ngọc qua đây và ở khách sạn Ông nhân đã đoán trước sự việc Nhưng tim ông vẫn đập thình thịch Nhìn đồng hồ Đã 11 giờ Vậy là giờ này hai người đã hú ý với nhau rồi Ông nhân thở dài bi kịch của cuộc đời trượt dài trên mấy lạng thịt ấy. Hoan lạc cũng ở đó mà tuyệt vọng đau khổ cũng ở đó. Hai ngày sau Paul đi làm, nhìn ông có ánh mắt khang khác. Thỉnh thoảng ông bắt gặp Paul nhìn mình cười. Ông nhân cảm thấy hối hận trước sự đắc thế của tên da đen kia. Ngọc lấy ai, ngủ với ai ở Cali, ông không cần biết. Nhưng Ngọc lại làm chuyện đó ở đây với một tên Tây Đen mà hàng ngày ông phải thấy và phải hỏi những công việc trong ngày. Không biết đến bao giờ thì ông Nhân mới thoát được tấn bi kịch này. Ông có người bạn cũng sĩ quan cải tạo, vượt biên qua Mỹ từ năm 85, có vợ hai con. Qua Mỹ được mấy năm, vợ bỏ đi theo một tên mễ. Được hai năm, tên mễ đá lại, quay về với ông. Vì thương hai đứa con, ông ấy bằng lòng, nhưng tim đã chịu một vết thương. Vì thế mà ông bạn nói, Thú thực, mỗi lần lên giường với bà ta lại nghĩ đến tên mễ đế kia mà thấy tan nát cõi lòng. Người bạn kể là có lần hỏi tại sao bỏ chồng con theo nó thì bà ấy trả lời là vì sao đối với đàn bà thì anh đã biết rồi sao phải hỏi. Nó là công nhân chớ giàu có gì đâu nhưng nó có sức trẻ. Em đã chót dại vì cái sức của nó rồi. Bây giờ thì ông cũng đã chịu một vết thương. Ngọc đã đi tìm ông sau 20 năm rồi đạp ông xuống hố vực sâu hơn một tháng sau pôn nghỉ một tuần ông nhân thẩm nghĩ họ lại đi với nhau rồi nhưng nếu ngọc qua đây thì pôn đâu cần nghỉ cả tuần chắc là hắn ta đi cali đêm ấy ông nhân thử gọi điện thoại và có tiếng bắt máy ông bỏ ông nghe xuống vậy là ngôi biệt thự của ngọc trên khu đồi của người giàu có thêm chủ mới rồi tên tây đen đã chiếm được ngọc thì cũng đã chiếm luôn ngôi biệt thự ấy Ngọc sang Chicago lần thứ ba. Sau hai ngày mê man dục lạc với cái máy khâu chết người của Paul và những cơn kích ngất, Ngọc nói với Paul về chuyện giới thiệu cho Paul một bà ở Việt Nam. Hơn tháng nay, tôi đã nói chuyện với Nhung rồi. Người tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Và bà ta đã đồng ý xin đi du lịch và sẽ đến Chicago sống với bạn một thời gian. Nếu hai người hợp nhau, thì bạn sẽ làm đám cưới để bà ấy ở lại Mỹ. Bôn ngạc nhiên. Bây giờ tôi đã có Ngọc rồi thì cần gì việc giới thiệu một người khác?" Ngọc lắc đầu. "Tôi với bạn chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, chứ không sống với nhau lâu dài. Tôi không trở lại với nhân thì sẽ tìm một người chồng Việt Nam. Lúc đó chúng ta sẽ nói bài bài. Vì thế mà nếu bạn vẫn cần một người vợ Việt Nam thì tôi sẽ giới thiệu, còn không thì thôi. Việc giới thiệu này là tôi nhớ lời hứa." và cũng muốn cho Nhung sang Mỹ. Nhung còn trẻ đẹp, mới hơn 30 thôi. Nói rồi, Ngọc đứng lên, tới cái sắc, lấy ra chiếc phong bì, đem đến đưa cho Pôn. Ảnh của Nhung đây. Pôn coi bốn tấm ảnh, hai tấm mặc áo dài trắng và xanh, phô đường cong chết người phía trước và sau. Còn hai tấm chỉ mặc váy ngủ dài tới đầu gối. Đây là Nhung tóc dài, một to ba lớn rồi. Pôn nghĩ Nhung không kém Ngọc mà lại trẻ hơn nhưng nghĩ đến Ngọc và khối tài sản của nàng nên hắn nói Tôi tưởng chúng ta sẽ làm đám cưới và sống với nhau trọn đời. Ngọc lắc đầu Sống với bạn một thời gian tôi mới nhận ra là tôi cần một người chồng Việt Nam. Bạn cho tôi niềm vui rất nhiều nhưng tôi thiếu một tình cảm, một chất sống, đồng cảm Việt Nam. Nếu nhân có được một phần tư sức của bạn thì tôi không bỏ nhân đến với bạn đâu. Bồn hỏi nếu tôi lấy Nhung rồi, thời gian sau Nhung cũng sẽ nói dã từ như Ngọc thì sao? Cái đó tùy thuộc ở bạn thôi. Nhưng tôi biết Nhung sẽ nhớ cái ơn bạn đem Nhung qua Mỹ. Rồi Ngọc nháy mắt với Ngân. Cái kia của bạn sẽ giữ chặt nàng ấy thôi. Nhung rất chán Việt Nam và đàn ông Việt Nam. Nên biết đâu Nhung sẽ tìm được những thứ mà Nhung cần ở bạn. Bạn cho Nhung và Nhung cũng sẽ cho bạn. Tôi nghĩ là cô ấy sống với bạn hai ba năm Thì Nhung cũng đã trả hết cái nợ cho bạn giúp Nhung rồi Đừng đắn đo nữa anh bạn Pôn bon ơi Bạn có thể trả lời bây giờ hay cần suy nghĩ vài ngày cũng được Ngọc ngừng lại một lúc rồi nói tiếp Bạn chẳng mất thứ gì khi chiếm tôi Và cũng chẳng mất gì cả khi chiếm Nhung đâu Tôi sẽ lo tất cả chi phí bạn cần để đem Nhung qua Mỹ Vậy ngày mai tôi sẽ trả lời chị nhé Ôn nói Rồi hai người đánh mắt đưa tình, Làm hiệp nữa Ông Nhân đã đón Nhung từ Cali sang Chicago được hai ngày Trong thời gian Nhung ở Cali Ngọc đã gọi cho ông kể lại sự việc Ngọc rơi vào tay tên Paul kia Nhân đem Ngọc giới thiệu cho Paul Nhân thì bất lực Ông Nhân đi xa ngày Ngọc Đem thuốc qua Chicago Đêm đó thì Ngọc coi lại hai cuốn băng video Rồi đem túi rác xuống thùng rác Và nghe cái tiếng ở phòng 608 Pôn đã xuất hiện và đưa Ngọc vào đời. Ngọc nói là thấy có lỗi là đã đi tìm nhân rồi bội phản ngay trước mặt nhân. Nhưng chuyện đã tới thế này rồi. Ngọc mong nhân hiểu sự đòi hỏi của bản thân mới hơn 40 tuổi. Ngọc nhắc lại lời của ông nhân bảo Ngọc đi tìm một người và bảo ông là Ngọc đã tìm được Pôn rồi. Sau chuyện đó Ngọc nói chuyện thứ nhì là Nhung đã bằng lòng lấy Pôn và Paul cũng đã bằng lòng làm giấy đám cưới để Nhung ở lại Mỹ. Ngọc cho biết Nhung là em gái, thông thạo tiếng Anh, sẽ qua ở với ông một tuần để chuyện cho tìm hiểu Paul. Ngọc nhờ ông nhân đón Nhung và chỉ bảo Nhung những gì cần thiết trước khi Nhung tới sống với Paul. Nhung sẽ ở lại với tên Mỹ Đen đó chừng một tháng. Nếu hai người hợp nhau thì sẽ tiến hành việc tổ chức đám cưới và làm giấy tờ. Nghe xong chuyện, ông nhân vui vẻ nói. Như thế thì Nhung là em tôi Em từ Việt Nam qua với anh rồi đi lấy chồng Gặp Nhung ông tiếc Lại một bông hoa Việt Rơi vào tay của tên da đen Thầm nghĩ là tìm người kết hôn khó Nhưng sao Ngọc lại vội vã Đưa em mình vào một tình thế Làm vợ người tình của chị Và cái ham của Ngọc Thì Ngọc không rời được bôn rồi Như thế thì tên da đen kia Đã chiếm được cả hai chị em nàng Ông Nhân thấy mình sắp sửa được chứng kiến Một tấn bi kịch thứ nhì do ngọc gây ra. ông Nhân thấy tội cho nhung, một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại nhu mì điềm đạm, hiểu biết, lanh lẹ, nhưng lại khiêm tốn. ông nhân buồn và thương cho nhung, nhưng không thể làm gì cả. nhung đã gặp được pol, ngay chiều ngày ông đón nhung từ cali sang rồi. và hôm sau thì nhung đã qua phòng của pol để chuyện trò. buổi tối bên ly rượu, ông hỏi nhung, cô thấy thế nào? pol có được không? nhung đáp. Em chỉ nói chuyện với Pol buổi sáng thôi Đến khoảng 11 giờ Pol mời em đi ăn Rồi chở em về lúc hơn 12 giờ Pol muốn chiều em qua Nhưng em bảo là mỗi ngày chỉ gặp nhau vài giờ thôi Và bảo Pol cứ làm đi Chiều về em sẽ sang chuyện trò Một hai tiếng Nhưng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp Em không thích da đen Nhưng chị Ngọc bảo tìm khó Vì biết ai mở giao bán đâu Chị đã để ý tìm trong đám đàn ông quen biết Hầu hết là Việt Nam rồi thất vọng rồi. Khi gặp được Paul, chị nói với em là hy vọng tìm được một người, nhưng là Tây Đen. Em khựng lại bảo là em không thích Tây Đen. Chị cười nói em ngốc, nó là cây cầu, chỉ cần khá một chút về dáng người khuôn mặt, việc làm, nói năng là mình có thể sống với nó vài năm rồi. Rồi khi nào vững chân, bay được thì ao. Chị bảo em đã có chồng 5 năm, nay ở với một thằng nữa 2-3 năm, có thiệt thòi gì đâu. Pôn là gian đen Nhưng bảnh bao Có thể nói là handsome đó Mới gặp Pôn một lần Chị đã có cảm tình với hắn rồi Nên mới tính chuyện của em Lâu nay tìm người Chị căn cứ vào 3 điểm Thứ nhất tính tỉnh tốt Thứ nhì có nghề nghiệp vững chắc Và thứ ba là dáng dấp coi được Như thế có thể nói tên Pôn kia Đã hội tụ 3 điểm đó Tuy Đi vào những nhận xét Và sự phân tích của chị Nên em mới nhận thôi Ông Nhân hỏi nhưng qua hai lần gặp, nhất là hôm nay, thì em có thấy thuận chiều không? Dạ thì em thấy Paul đúng như ba điều chị Ngọc nói. Nhưng con mắt trắng dã và da đen vẫn có một cái gì đó ngăn cách với em. Còn cả tuần thì em cứ tìm hiểu anh ta một khía cạnh đi. Anh biết là tên Paul này cũng khá. Vì anh ta là quản lý của anh mà. Là tổ phó dây chuyển anh làm. Tên Paul rất tốt và thường giúp đỡ công nhân chứ không ép công nhân như ở mấy dây chuyển khác. Làm việc với hắn rất thoải mái. Anh mới sống ở Mỹ được hơn 3 năm thôi, mới nhập quốc tịch, nhưng hiểu là những thành kiến về Mỹ đen từ trước không sai. Ở đâu có nhiều người da đen là ở đó đủ thứ tệ nạn xã hội. Nhưng anh nghĩ tên tây tê đen đó không ở trong loại người với những tệ nạn đó đâu. Cảm ơn anh để em tìm hiểu, rồi cuối tuần em sẽ quyết định chung cư của ông nhân thuê ở đây là một loại studio chỉ có một gian phòng thôi trong đó có một cái giường cỡ nữ hoàng một chỗ để bộ salon nhỏ với cái bàn ăn nhỏ một cái bếp với lò nấu và tủ lạnh phía đầu giường là tủ bếp để quần áo vật dụng và phòng tắm vì thế ông đã nhường cái giường cho cái nhung còn ông thì ngủ ở sofa mỗi chiều về nhung đã nấu cơm sẵn ăn cùng ông nhân rồi qua phòng Paul chừng một hai tiếng. Đến đêm thứ sáu, Nhung đã cho nhân biết là đã nói với Ngọc và Paul là bằng lòng lấy Paul rồi. Ông Nhân đặt tay lên vai Nhung. Mong cô được đời sống bình thường ở xứ Mỹ này. Từ tuần tới là nhà cô ở phòng 609 rồi, nhưng anh em vẫn gần nhau. Nhung đi nấu nước pha trong bình trà, rót trà ra hai tách. Nhung nói, ăn cơm xong, em luận quẩn với nhiều ý nghĩ nên quên cả pha trà cho anh. Thì tối thứ hai tới, ai pha trà cho tôi đây? Thì buổi chiều em qua nấu cơm, pha trà cho anh, rồi về nấu cho Paul mà. Ông Nhân lắc đầu, đừng làm vậy. Mấy năm nay, anh sống sao thì cứ để nguyên như thế đi. Đừng bao giờ làm cái gì để tên Mỹ Đen nghi ngờ chúng ta. Với hắn, chúng ta chỉ là người đồng hương thôi. Chỉ vì qua ngọc mà cô tá túc ở phòng anh gần một tuần Nhung nâng tách trà uống mấy hớp, nhìn ông Nhân mấy lần nhưng muốn nói điều gì mà lại thôi. Thấy thế thì Nhân nói: "Hình như Nhung có điều gì muốn nói với anh?" "Dạ em muốn nói một chuyện nhưng cảm thấy thật khó nói." Ông cười: "Sao lại đắn đo như thế? Chẳng có chuyện gì khó nói độ không nói được. Cô cần anh điều gì cứ nói, làm được thì anh giúp ngay." Nhung bước đến ngồi cạnh ông Nhân trên sofa. "Em đã ly dị chồng trên ba năm." trong ba năm ấy có vài ông theo đuổi nhưng em chán đàn ông việt nam ở trong nước phần lớn ăn nhậu trai gái bề tha san đọa và hèn như người chồng mà em đã ly dị em ở vậy trên ba năm rồi vì cần thoát khỏi việt nam thoát nghèo nên bây giờ phải lọt vào tay một ông da đen em cũng liều theo lời chị ngọc để qua một cây cầu nhưng em thấy việc em giữ gìn trên ba năm bao nhiêu uẩn ức dồn nén của phụ nữ ở tuổi 30 Này buồn cho một tên da đen Em thấy uổng phí cuộc đời quá Điều em bảo khó nói Là chỉ ở với anh một tuần thôi Nhưng em thương anh cô độc Nên đêm nay Em muốn cho anh hết Để anh hưởng cái trình thứ nhì của em Cái trình của hơn 3 năm gìn giữ Trong cái xã hội rối ren Xô bổ của thành phố Sài Gòn bây giờ Ông nhân sửng sốt Cô có một quyết định quá lạ lùng sao lại thế không lạ anh ạ à. vì em thương em thương anh em muốn anh bù đắp cho em trước khi em bán mình cho tên pôn kia cảm ơn tình cảm của em dành cho anh thật sự khi biết chuyện này anh cũng rất tiếc là một người nhan sắc như cô mà phải rơi vào một ông da đen nhưng một đêm nay có thể bù đắp được gì cho đời của cô bù đắp cả đời vì em tự nguyện dâng hiến cho anh rồi còn tên Mỹ Đen kia chỉ chiếm được bên ngoài của em thôi. Đêm nay sẽ sống với em trong cuộc đời luân lạc. Sẽ nâng em dậy và an em trước những nghịch cảnh ở đời nhé. Ông Nhân hôn nhẹ vào trán nhung rồi đứng dậy đến bên cái kẻ nhìn bốn hộp thuốc lạ là lên liền. Ông thầm nghĩ nếu không có thuốc này thì mình chẳng có dấu ấn gì đặc biệt để Nhung đem theo suốt cuộc đời ý đến sự bất lực của mình cái tấn bi kịch vì nó mà ngọc đạp ông xuống hố bây giờ thì nhung lại cầu xin ông dâng hiến để làm hành trang vào đời với tên mỹ đen kia đã nhìn ông mỉa mai viên thuốc lạ là lê liền này sẽ giúp ông vượt qua cái tấn bi kịch và hưởng được cái trinh ba năm gìn giữ viên thuốc lạ ấy và nhung sẽ kéo ông lên khỏi cái hố tuyệt vọng mà ngọc đã dìm ông chết trong đó Ông lấy viên thần dược bỏ vào miệng và rót ly rượu ngâm thuốc bắc uống để dẫn thuốc rồi mở ngăn tủ lấy cuốn băng người vợ Việt Nam đem đến để lên bàn. Bình thường thì anh không cho em xem cái loại này đâu. Không biết ở Việt Nam em có biết nó không? Dạ em biết nhưng không xem vì em ở với cha mẹ và anh em mà. Chúng ta là những người lớn tuổi thì xem phim này cũng không có vấn đề gì. Nó chỉ là một thứ tiêu khiển mạnh thôi. Nhưng em đã có quyết định như thế Nên chúng ta cùng xem Nó sẽ giúp cho em Hiểu được thế giới chiều sâu là như thế nào Nói rồi thì ông Nhân Dẫn Nhung đến giường Em ơi chúng ta vui vẻ nhé Ông uống thêm ly rượu nữa Xem đến nửa đời nửa đoạn Thì Nhung như con thú hoang Lên cơn động tình Tìm đến chỗ mà ông Nhân Đã tuyệt vọng với Ngọc Tìm đến khe đảo nguyên Thì nước đã đầy áp rồi khi gần hết phim thì Nhung như người mất hồn. Vậy là thanh niên trẻ bị chúng tà rồi. Ông Nhân biết ông đã đưa Nhung tới bến bờ hạnh phúc mới, cái bến đỏ mà ông đã không tới được với Ngọc sau 10 năm tù và đã mất Ngọc. Sau đêm nay, có lẽ cuộc đời ông Nhân sẽ bước sang một trang mới, liệu có được hạnh phúc trọn vẹn tuổi xế chiều hay không. Đó là điều mà nhân mong chờ nhất lúc này. Cảm ơn anh Nhung thì thầm cười mát nguyện Em lấy Pol vì công việc thôi Nhưng mỗi cuối tuần em sẽ cho anh Ông Nhân không nói gì cả Nhưng trong đôi mắt Có một sự tiếc nuối không hề nhẹ Liều thuốc lạ này Chỉ dùng được một thời gian nào đó thôi Chứ không thay đổi được tuổi già Ông Nhân sự cái sự lạ lơi của Nhung Sẽ đưa ông tới một bi kịch nữa Thầm nhủ Không nên can thiệp vào việc Của hai chị em Nhung để cho nhung tự quyết định cuộc đời mình ông nhân vừa về tới cửa đang lấy chìa khóa thì thấy nhung xách hai chiếc vali từ phòng của pôn bước ra nhung đi nhanh tới với câu nói em chở anh về và cùng bước vào phòng ông nhân ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì cái nhung đã nói em không thể lấy pôn sau khi xách hai vali để vào góc phòng ông đến kéo nhung ngồi xuống sofa rồi hỏi có chuyện gì vậy nhung bật khóc nức nở đưa tay ôm lấy mặt tiếng khóc hực hực lớn dần làm rung hai bờ vai nhung ông nhân vào phòng tắm lấy chiếc khăn đem ra cho nhung có chuyện gì cứ bình tĩnh nói với anh đi nhung lau mặt rồi nói em không thể lấy tên đó vợ chồng cái kiểu gì mà đêm nào cũng đòi người ta hấp diêm thì đã ở với nhau cả tuần sao lại có chuyện đó thì em sợ nên lúc nào nó cũng khô không khóc ra, chả thích thú tí nào. Hắn thấy thế thì vẫn không tha cho em. Rồi hắn đánh em. Em không chịu được, mới vùng dậy và nói, nếu mà còn động đến tôi, tôi sẽ chạy qua gọi anh đó. Hắn mới tiêu nghỉu ngồi xuống sofa. Sáng nay, em đã cho chị Ngọc biết là em không thể lấy tên đó được rồi. Em sẽ xuống Cali ở với chị ấy, đến hết thời gian du lịch thì trở về Việt Nam. Ngày mai, anh đi mua vé máy bay cho em đi Em ở đây với anh 2 tuần Rồi đi Cali Thế hắn nói thế nào Thì em nói với hắn Là em không thể sống với anh ấy Em trở về Việt Nam Mặt tên tây đen sượng sùng và chỉ nói là Nó phụ thuộc vào mày Rồi Nhung lại khóc Muốn quả Mỹ Thì em phải chịu nhục sống thử với nó Nhưng cũng may cái sợ làm em khô Em sẽ trở về Việt Nam Và nhớ anh cả đời Nhung lại khóc. Ông Nhân nói, đừng khóc nữa, tại sao phải về, muốn ở Mỹ thì anh sẽ làm giấy tờ cho em. Nhung mở mắt đỏ ngạc nhiên, làm giấy tờ được, sao anh không nói với em từ tuần trước. Ông Nhân đặt tay lên vai Nhung nói, thì anh già rồi nên không muốn can thiệp vào việc của em và Ngọc, bây giờ anh mới có thể nói đến điều đó. Nhung đứng dậy, bước đến chỗ bàn để máy điện thoại. Em đây chị, em lại ở Mỹ anh nhân sẽ làm giấy tờ cho em em đã trở về phòng anh nhân rồi nhung nghe một lúc rồi bảo chị ngọc muốn nói chuyện với anh ông nhân đến đưa ông nghe từ tay nhung anh nghe đây ngọc một lúc sau ông cười nhung còn trẻ mà đẹp như thế rồi sẽ khối ông theo ngọc yên tâm thứ hai anh sẽ đến đưa nhung lên city house làm giấy tờ ông nhân cười rồi tuần tới anh và nhung sẽ đi đón em Ông bỏ ống nghe xuống Bước đến sofa Vừa ngồi xuống Thì Nhung đã ôm chầm lấy ông Nhân Rồi khóc rừng rức Bên ly rượu thuốc Ông Nhân nhìn Nhung Trong cái váy ngủ màu tím nhạt Ôi sao mà nàng đẹp thế này Chắc tuần vừa rồi Đi mua sắm với Pol, Nhung đã mua loại váy này Đẹp và quyến rũ lắm Ông Nhân không ngờ Mình lại có cơ vợ trẻ Hết lòng thương yêu mình Nghĩ đến Ngọc đến người vợ đi theo tên mễ của người bạn già và những viên thuốc của ngọc những viên thuốc đã giúp ông hưởng và làm thỏa mãn người vợ trẻ nghĩ đến pôn trước tình cảnh người vợ sống thử chưa được một tuần đã tháo chạy ông nhìn nhung hỏi cả tuần nay tên đó đối xử với em thế nào thì ban ngày thì nói năng rất lịch sự nhưng đêm đến thì hắn như một con thú hoang như một người mất hết nhân tính rồi em sợ lắm em sợ hắn nhưng em lại buồn là mình phải trở về việt nam vì thấy sự chịu đựng đã tới chỗ cùng rồi không ngờ anh có thể làm giấy tờ cho em mà lại im lặng khi biết em phải đi vào nghịch cảnh này thì anh thương em anh tiếc em nhưng anh đã già rồi anh sợ những bi kịch chồng già vợ trẻ ở bên này nhưng cũng may cả tuần mà anh ta chỉ loanh quanh vòng ngoài thôi lại không hoàn hảo nhất là người đó lại là vợ nhung nói anh ạ à, ở bên đó một tuần trong khi lật những cuốn băng để xem qua em biết được một chuyện hả chuyện gì trong những cuốn băng đó thì cả giữa đống mỹ đen với mỹ trắng rồi mỹ trắng với mỹ đen có một đống trống trơn không có in chữ và ảnh gì chỉ có ghi hai con số ngày tháng và hai chữ p và n do tò mò em cho vào máy coi thì giật cả mình. Vì đó là băng ghi lại cái cuộc vui vẻ của tên Pôn và chị Ngọc. Vì tự quay, máy để cố định nên chỉ xem được một hướng thôi. Em đã ở với chị Ngọc cả tháng nên biết cái phim đó quay trong phòng của chị Ngọc. Em không ngờ là chị Ngọc lại là người tình của tên da đen đó. Nhưng chỉ được nửa chừng em lấy cuốn băng đó ra. Tính để sau này nói chuyện phải trái với chị Ngọc. Em ngạc nhiên lại tại sao chị ấy lại kéo em vào nghịch cảnh làm vợ người tình của chị. Không tìm được người thì thôi, sao lại phải làm như thế? Băng ghi ngày nào? Thì trước khi em qua một tháng, tháng 8, ông Nhân không muốn cho Nhung biết chuyện của mình với Ngọc. Trong tấn bi kịch, Ngọc bỏ ông chạy theo tên Mỹ Đèn đó, nên im lặng một lúc rồi nói. Thế bây giờ em đã sống nguyên ổn bên cạnh anh rồi, thì không nên phải nói chuyện đó với Ngọc nữa. Cứ coi như không biết đi Để họ sống yên với nhau đi Dạ thì chị Ngọc sống một mình Có người tình trẻ Như thằng Tây Đen kia cũng được rồi Chị ấy sống được với hắn Còn em thì thất kinh hồn vía rồi Nhưng từ chuyện rắc rối này Mà em lại gặp anh Duyên số thế nào Nhung ngừng lại một lát rồi nói tiếp Em mới xem được một nửa thôi Anh muốn xem không Ông Nhân lắc đầu Thôi để lúc khác đi Bây giờ anh không muốn đâu ngày mai anh đem cuốn băng ra tiệm sang lại một cuốn anh nghĩ là tên da đen đó sẽ qua đòi thôi mình phải trả nó nhung mỉm cười rồi nói lại đây với em nào hai người một già một trẻ nhìn nhau ánh mắt đưa tỉnh đắm đuối ông nhân đến ngồi bên giường nhìn nhung một lúc rồi nói đêm nay anh được chiêm ngưỡng một họa phẩm tuyệt vời hơn bức họa cội nguồn nhân gian của tác giả kia mono lạ là lên liền đó hì hì nhung cười bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng cảm ơn anh đã cho em được sống những giây phút như thế này cánh đồng cỏ mọc non tơ mang tên hoàng thị nhung nhanh chóng được lấp đầy bởi những cơn mưa trái mùa hạnh phúc muộn màng đôi khi chỉ cần như vậy là đủ tuổi xế chiều ông nhân còn được hưởng cái hương vị của gái trẻ mà trong giấc ngủ ông chả bao giờ dám mờ tới